Jamie Gardner là một trong những triệu phú Bitcoin trẻ tuổi nhất trên thế giới hiện nay. Việc bỏ đại học đến 2 lần đã đưa Jamie trở thành triệu phú tiền điện tử năm 25 tuổi. Jamie chia sẻ, bằng cách đặt cược cuộc đời vào tài sản số và công nghệ blockchain, tôi đã kiếm được nhiều hơn cả số tiền tôi từng mong ước cả một đời. Trước đây anh từng 2 lần bỏ học đại học, làm bán thời gian không lương cho một quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư và các công ty liên quan đến tiền số và đi đến khắp nơi trên thế giới để thuyết giảng về Bitcoin. Năm 2013, một người bạn gợi ý Gardner bán Bitcoin để đổi lấy tiền mặt. Không mất nhiều thời gian để Jamie nhận ra rằng Bitcoin có tiềm năng to lớn trong thế giới thực. Anh quyết định mua vào Bitcoin rồi bán thành USD ngay khi có lợi nhuận nhanh nhất có thể. Gardner dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm và cổ phiếu của mình để đầu tư vào tiền số. Gardner đã xây dựng cho mình một vị trí vững chắc trong cộng đồng tiền số toàn cầu. Năm 2013, anh đã thành lập Augur, một công ty dự báo thị trường chạy trên nền tảng blockchain. Công ty đã huy động được 5,3 triệu đô la Mỹ vào năm 2015. Và năm 2014, anh thành lập mạng lưới giáo dục blockchain, một mạng lưới câu lạc bộ tiền số tại các trường đại học trên thế giới. Hiện tại anh là đối tác chính thức của quỹ blockchain mà trước đây từng làm bán thời gian không lương với vai trò là cố vấn và tìm nguồn đầu tư cho cộng đồng tiền số. Khi giá trị của Bitcoin và các đồng tiền số gia tăng, tài sản ròng của Gardner tăng lên đáng kể. Thế nhưng Jamie dự đoán nếu Bitcoin tăng quá nhanh thì nó sẽ lại giảm nhanh. Anh đầu tư tiền số là cho dài hạn. Lợi nhuận các khoản đầu tư giúp anh trở thành triệu phú tự thân ở tuổi 25. Jamie có một cuộc sống thoải mái ở San Francisco, nơi anh sống cùng với những doanh nhân công nghệ khác trong một ngôi nhà 3 tầng mà họ gọi là Crypto Castle. Gardner nói, hơn nửa tá người sống trong nhà tôi đã trở thành triệu phú nhờ tiền số. Hầu hết các ngày cuối tuần trong tháng, anh thường đến các thành phố như New York, Los Angeles, Miami và Hồng Kông. Jamie dự đoán có nhiều khả năng thị trường tiền số đang hình thành một quả bong bóng và một vài suy đoán cho rằng nó có thể vỡ tung. Anh đang tích trữ tiền mặt để có thể mua vào token khi điều đó xảy ra. Gardner tin rằng tiền số có được công nhận rộng rãi hay không chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi đã được nghe thấy rất nhiều dự báo nó sẽ chết và thực tế là nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài từ khi thành công của blockchain là không chắc chắn hoặc quá nhỏ và giờ đây nó đã được đảm bảo.